với Mai Phương và Nico Salikilam sẽ tham gia giao lưu với khán giả tại công viên Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 6 tháng 12. VTV3 sẽ tường thuật trực tiếp đêm chung kết và buổi giao lưu này. Hai người cộng tác rất đắc lực tạo nên hình ảnh trên phim là anh họa sĩ và anh quay phim. Có rất nhiều câu hỏi mà những người sống như thời hoang dã, nâng ly rượu hòa chung tiếng ca.